Thì ngoài mẹ thì còn có anh có chúc mừng ai không? Là có người yêu của anh thì sao? Người yêu á? Em phỏng vấn anh một vài câu sau ngày 8 tháng 3 nhá. Thì trong ngày 8 tháng 3 thì anh có chúc mừng ai không anh? Chúc mừng hả? Chúc mừng cho mẹ thôi. Cho mẹ, ok. Chúc mừng cho mẹ. Thế anh có thể chia sẻ lời chúc của mình gửi đến mẹ cho mọi người cùng biết không ạ? Lúc nào cũng vui, cứ vui tươi và yêu đời. Và đặc biệt là sống lâu với con cháu. Ôi vai, wow, một lời chúc thật là ý nghĩa. Thế ngoài lời chúc anh có tặng quà gì cho mẹ không ạ? Quà á, quà thì mình có làm cho mẹ một cái bánh nho nhỏ để thể hiện tình cảm đối với mẹ thôi. À rồi, bánh kem hay là bánh gì anh? Bánh kem đúng không? Bánh kem á. À rồi rồi, cảm ơn anh. Thế em còn một câu nữa, đó là thế ngoài mẹ ra anh còn có chúc mừng hay là tặng quà gì cho ai không? Đặc biệt là người yêu của anh gì sao? Người yêu á? Đúng rồi. Cái này chắc không đâu nha. What? Không hả? Bởi vì có người yêu đâu mà tặng. Không hả? Bởi vì có người yêu đâu mà tặng. Bởi vì có người yêu đâu mà tặng. Cảm ơn anh. Rồi chúc anh một ngày làm việc thật là suôn sẻ. Ok, cảm ơn anh. Và người tiếp theo mình sẽ phỏng vấn đó là chị văn hóa thông tin. Ok, chào chị có thể quay ra đây cho em hỏi vài lời được không chị? Theo mình sẽ phỏng vấn đó là chú nông dân. À xin lỗi, chú cán bộ phòng của hội nông dân. Chú có thể cho cháu phỏng vấn vài lời được không ạ? Ok. Và chú cho cháu hỏi là vào ngày 8 tháng 3 vừa rồi thì chú đã chúc mừng ai chưa? Có nha. Chúc chú phụ nữ của toàn thế giới là đấy, chúc rồi, chúc nhiều lắm, chúc bằng Facebook của chúc trực tiếp cũng có. Dạ. Thế chú có chúc mừng hay là tặng quà gì cho cô không ạ? Đấy, vợ chú đấy ạ. Có. Thế có đúng không ạ? Ừ. Vậy chú thể chia sẻ lời chúc của chú dành cho vợ, cho mọi người cùng hiểu, cùng biết được không ạ? Không. Chúc vợ là chúc mọi người thì chia sẻ được cho chúc là chia sẻ được. Này là riêng tư đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, riêng tư. Thế em đáng quá nhiều. Lên bài bản không á? Có đâu, cái này mình vui mà. Thế cho hỏi chú câu cuối được không ạ? Được. Thế thế ngoài lời chúc vậy tối đó chú có tặng thêm quà gì cho cô không ạ? Có nhá. Có. Có. Chú có thể bật mí tí được không? Không, cái này sao bật được? Không, cũng được. Đấy, chắc là bí mật. Bí mật. À, đúng rồi, ok. Đấy, cảm ơn chú. Đấy, cảm ơn chú, chúc chú ngày làm việc thật là vui vẻ. Ok. Nếu thấy hay thì like và subscribe nhé.